Giang ơi, Giang. Giang ơi, Giang. Giang của mẹ ơi, Giang của mẹ. Sống bà ơi. Không, không, con chắc cũng chín chín đó. Giang của mẹ ơi. Ơi, đây 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 mẹ bông. Đây đây. Đây đây mẹ. Đây đây. Trời ơi dậy rồi coi kìa. Đó, dậy kìa. Chào. Chào Giang, dậy đi Giang. Em bé ngủ nướng ơi, 9 giờ sáng rồi kìa. Trời ơi, bé ngủ nướng à. Đây. Ô trời trời. Trời ơi bọn bé ngủ nướng. Good morning. Good morning Tracy guy. Em cô chú thấy không? Em mà kêu em dậy cái là em dậy liền ngay lập tức à. Không có nhúc nhích mà không có cửa quậy qua lại gì hết. Trời ơi. Em bé ngủ nướng. Em bé ngủ nướng ơi. 9 giờ sáng rồi kìa. Kỳ đâu? Kỳ đâu? Em bé ngủ nướng. Ngủ ngon, tối mà ngủ ngon đó mẹ nghe coi. Mặt mặt ngủ nướng kìa. Chưa rồi, cô chú coi cái mặt nè. Cô chú nào muốn hôn cái mặt này một cái không? À, bấm focus cho cô chú hôn cái mặt này một cái nha. 1, 2, 3. Cái mặt nhìn nó muốn hôn rồi hả cô chú ha? Cái mặt sợ sợ nhìn muốn hôn rồi cô chú ơi. Đưa 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 mặt cho cô chú hôn miếng nè. Cười cười. Em bé ngủ nướng ơi, 9 giờ sáng rồi kìa. Nước mía, thở xứng người. Thở đâu cũng phải làm ăn, chứ không phải thở nước hoài, ngộ thân. Ở trời 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 trời. Gì Lucky? Bà hai mở cửa cho Lucky ra giùm con các bà. Thôi rồi một ngày ra vô biết mấy lần á nha. Cái thằng này. Cố qua đấy, mà cố qua đấy cái thằng này. Một ngày ra vô không biết bao nhiêu lần á nha. Cái thằng này. I love you sweetheart. Khoái Kung Fu Movie mà. Tại vì ba nói là Kung Fu Brother mà. Đây 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 mày đứng ra mẹ Trang nè, đứng ra mẹ Trang. Open your mouth. Ngon quá. Chay đang ăn bún đó cô chú ơi. Bún ngon lắm á. Nè, rồi ăn rồi mày cho cô chú ăn nha. Nè cô chú ăn miếng nè. Cho cô chú ăn miếng nè. À nè cô chú. À đây nè ăn không? Ê. Ê ê ê, ăn không? Ăn không? Thả miệng nha, cho cô chú nha. Bún ngon quá. Bấm 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 tối ngày bấm bấm bấm. Sắp còn á, ngã xíu à. Để mẹ đút cho con hết ăn chén này rồi mẹ đi làm nha. Ngon quá cố ơi. Mới sáng sớm ngủ dậy mà ăn một tô đã đời luôn cố ơi. Mẹ cho cô chú ăn nha. Mẹ mời cô chú nha. Nè cô chú ăn đi. À không cho cô chú ăn hả? Cho chay ăn thôi. À, cô thấy nó khoái ăn bún chưa cô? Gì á? Bị gì? Bị gì? Rồi ai mượn bấm tầm 7? Bấm tầm 7 cái nó là đó. Rồi bấm nào.
Rồi nè, ăn miếng bún, đứng lại sát gần mẹ coi. Đây nè, mẹ không có thầy nào giấu được ta, lại lên, hả miệng ra. Hả miệng. Giỏi quá. Rồi bà đi đây để xa xa đây, chứ nó lại nó lục qua bà. Không thấy gì, cái nó bỏ cái này ăn, không ăn gì. Nè con. Ngon quá. Cô chú thấy chay giỏi chưa? Nè, open your mouth. Ha ha ha. Good job, chay đi. Chay đi, mốt đi chơi mua bún riêu chay ăn được rồi. Giờ chay giờ 2 tháng nữa vẫn đi chơi là khỏe rồi đó. Ăn cái gì cũng được rồi đó, chứ hồn. Không ý là khi mà nó càng lớn bà hai nó ăn chung đồ với mình á, khỏe. Khỏe ăn mình phải đi chơi mà mình phải nấu đồ cho nó nữa. Nó là YouTuber mà. YouTuber. YouTuber trẻ tuổi bà chay vlog à. Bà hai biết bà chay vlog không? Không à. Đây đã đứng trước mặt à. Đó, bà chay vlog đó. Thì đó, YouTube đó. Nè, bà chay vlog. Nè, bà chay vlog. Ngon hả bà chay vlog? Còn 2 muỗng nữa bà chay vlog coi. Rồi nãy nó ăn nhiều, hồi nãy con bỏ nhiều bún lắm luôn á. Gì? Nhiều quá hả? Nhiều quá con, cho hấp miếng nước này, hấp miếng nước đi. Hấp miếng nước đi. Nước nước. Ngon quá. Ngon quá. Mà ngon. Ngon quá cô ơi. Miếng nữa nè. Cô chú nãy giờ đứng coi chay ăn hết cái rồi nha. Đi đâu ạ? Cái này hả? Cho một hộp thôi nha. Nhai nha. Nhai nha. Thôi không ăn thôi, đi lại đây. Không ăn thôi, bước lại. Thấy chưa con biết. Rồi đây nè, tự cầm cái tô húp đi. Tự cầm tô húp đi, cầm lên húp đi. Cầm lên húp đi. Không không chịu, không chịu đồ muỗng không chịu húp á. Rồi cầm cái tô lên húp luôn đi. Húp nguyên tô luôn đi. Rồi làm đổ đi, húp đi rồi đổ cố lao. Đâu. Mẹ con lao. Bà mẹ con lao. Ê cầm tô húp đi. Húp vậy mới biết được là bà cố nấu sẵn khoái tới cỡ nào. Để nè bà hai ơi. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy không? Thấy mình nấu mình làm mãn nguyện không? Thấy chưa? Giờ ngồi cười. Giờ ngồi cười. Thấy trời. Nè, sẵn phái nè, sẵn phái nè. Trời đất ơi, đã chưa? Đó, đó, thấy chưa? Đó, coi nấu ăn mà người ta ăn như vậy thì thôi chứ phải. Con ngon con. Ngon không? Ngon không đó mẹ nghe coi. Trời đất ơi. Con. Đã đời luôn. Chay. Con cái miệng kìa. Chay ngon không chay? Ngon không? Chay. Trả lời cho mừng cái thôi. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Ngon không? Đứng lên đi con. Trời ơi coi, cô chú coi chay ăn nè. Coi vậy thôi được không? Húp hết đi nuôi con. Còn chút xíu nè, húp hết luôn đi. Còn chút xíu húp hết luôn đi. Cái gì khóc nữa, làm bộ nữa. Đó, dữ chưa. Rồi hết rồi phải không? Rồi, thank you very much. Con ngã cố đi, con ngã cố đi. Giỏi quá.
Rồi thấy chưa, rớt chiếc dép ra nữa, thấy chưa? Thấy chưa, đi lại lượm chiếc dép. Đi lại lượm chiếc dép đây. Ai, kêu ai? Kêu ai hả? Con kêu ai hả? Gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì hoác hốt hoảng dữ vậy? Hả? Có chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Đó, phải xuống đó, xuống đó. Từ từ thôi nha. Có cái chiếc dép kia bị mất rồi kìa, chay kìa. Đi xuống đây là bị nóng chân nè. Con đi xuống đây ngoài nắng là nóng chân nè. Đang suy nghĩ có nên bước xuống hay không, hay là mình quay đầu là bờ. Rồi, em ấy đã quyết định quay đầu là bờ. Nóng chân chưa? Nóng chân chưa? Nhưng lại nắm đuôi con người ta. Nóng chân không? Không nóng chân hả? Nóng không? Nóng bước vô. Để lên. Đi đường kia, đúng rồi. Yeah. Hello cô chủ ơi. Chay nè. Coi, coi đứng rồi. Đứng coi như chị Đại không? Không, để đó, con để xuống chỗ khác đi, để xuống tờ giấy kìa, sao tự nhiên đưa mẹ. À, giấy nè, rồi tay. Rồi tay. Tự tiếng Việt nha, chứ không có tiếng Anh nha. Hạ miệng nha, hả nè, hạ bự nè, không mấy tắt á. Đúng không? Muốn tắt không? Nè. Dữ dằn quá. Sợ. Dữ dằn vậy mới được á. Ghê lắm mà giữ còn không được. Chưa lại vậy đó con? Ừ, chưa lại nữa, thua luôn. London Bridge is falling down. Cái đường bên Việt Nam mình nó chạy tùm lum túi bụi, xe bánh, xe lam, xe tùm lum. À, hỏi đèn tay kìa, nhận hoài. Mặt này, mặt coi bác. Hả, miệng bự ra, không ai tắt à. Đúng không? Không tắt không? Hả? Hả? Thật ơi, không hả, tôi cứ hả hoài. Cố ăn theo nó là mập luôn á. Ừ. Ăn xong đi mày cho, bây giờ mày cho ra chơi với nước kìa. Đúng rồi. Ừ, ăn xong đi mày cho ra chơi với nước. Nè, ha. Rồi, ok. 30 giây con này, đồ chơi cho nó là 30 giây. Cái gì? Chơi cầu chuột không? Nè, banh nè. Đó. Đó, banh đó. Nè, con để banh trượt lên đây nè. Nè, coi nè. Để lên đây, đúng rồi. Đúng rồi. Hay quá. Phải lên. Yeah. Sướng chưa, sáng sớm được giọt nước à, sướng chưa. Rồi qua đó đứng đi. Chút nữa mẹ kêu ba là gỡ cái dù lên cho con ha. Trời che nắng ha. Ai bà ai đây? Good morning. Say. Bỏ xuống đi xanh, bỏ banh xuống, Ơ cô chú ơi, chị đang xách giỏ đi chợ rồi. Đây là đụng đôi dép cho mẹ mang cho, lượm giùm chiếc dép cho mẹ mang cho. Lượm vô. Đúng rồi, ngồi xuống. Ngồi xuống rồi con bỏ chiếc dép xuống. Đúng rồi, chính xác, chúc mừng bạn. Giỏi ghê không? Bỏ xuống. Bỏ no, bỏ này vô nè. Rồi, mang vô đi. Nay cho thử mang dép mà không có cái quai cơ mang được mà nãy giờ chiếc này cái xúc miết luôn nè. Đó. Chưa bà hai. Đó. Ê, đừng. Cô chú biết đó là gì không? Trong đó là phấn đó. Ba mua cho chơi đó. Nè, lại vẽ nè, hồi nãy là ba chỉ chơi vẽ I love chơi rác không? Ủa đâu rồi? Không tiêu rồi. Đây. Chú đóng chi?
Chui đóng chi rớt dép hả con? Rồi thấy chưa, rớt chiếc dép ra nữa thấy chưa? Thấy chưa, đi lại lượm chiếc dép. Đi lại lượm chiếc dép đây. Ai? Kêu ai? Kêu ai hả? Con kêu ai hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì hoác hồ hốt hoảng như vậy? Hả? Có chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Đó, phải xuống đó, xuống đó. Từ từ thôi nha. Có chiếc dép kia bị mất rồi kìa, chay kìa. Đi xuống đây là bị nóng chân nè. Con đi xuống đây ngoài nắng là nóng chân nè. Đang suy nghĩ có nên bước xuống hay không, hay là mình quay đầu là bờ. Rồi, em ấy đã quyết định quay đầu là bờ. Nóng chân chưa? Nóng chân chưa? Như lại nắm đuôi con người ta. Nóng chân không? Không nóng chân hả? Nóng không? Nóng bước vô. Để lên. Đi đường kia, đúng rồi. Yeah. Con đâu á? Hả? Rồi mẹ cảm ơn con nha. Đây nè, lại đây nè, lại đây. Lại đây mẹ biểu. Con gì á? Con gì? Chó hả? Chó kêu vậy hả? Nó nghe, nó nghe, nó nghe tiếng chó kêu á. I love you sweetheart. I love you. Mà con nói mẹ nghe, con có sợ chó không? Sợ không? Con nói mẹ nghe đi, sợ không? Sợ không? Sợ hả? Đúng rồi. Con nói đi, sợ. Nói đi. Ngon không? Ngon là lắc. Cái tiệc chiêu lắc mà ăn ngon mà lắc đâu rồi, cứ là tôi không, không không làm thôi. Dạ nữa. Cười. Con gì á? Con đó con gì á? Con này con gì á? Ồ, cái con này là con monkey. Con khỉ á. Con khỉ á. Sao? Ăn nữa hả? Đàng hoàng nghe. Mẹ mở tủ ra cho con nhăn nha. Cho chơi cái gì vậy ta? Ăn gì? À, ăn cái thùng bánh đây hả? Trời đất ơi, nó nói ba mày mua chi mà cái thùng này. Rồi coi, bước ra. Bước ra. Trời đất ơi, mua tao tầm bậy tầm bạ đồ không đó đây. Bước ra. À mẹ đi. Bỏ này hả? Ê ê ê. Nói mẹ đàng hoàng chứ không có vỗ cái tay vô cái mâm nha. Nghe. Bỏ bánh vô trong đó cho con phải không? Phải không? Dạ đi. Dạ mẹ đi. À, trời ơi nó xạo kìa. Dạ mẹ đi. Rồi thôi khỏi ăn, nghỉ. Cất vô. Đóng vô nghỉ khỏi ăn. Dạ mẹ chưa? À mẹ. Trời ơi nó ngậm bánh trong họng mà nó không chịu dạ, nó gật cái đầu nó. Xạo gì mà nó xạo dữ vậy trời. Sao? Cái này cái khay để bánh mà tại sao bỏ cái chân lên là dơ rồi, sao để bánh lên được? Hả? Thôi nghỉ đi, nghỉ khỏe đi, khỏi ăn bánh bún gì hết. Đó, ba lấy rồi. Baby, tell her to say. Can you that's how I asked. Can you say please? Say please. Say please. Hold the tray out like I taught you. Rồi đưa ra cho ba, cho bỏ bánh lên. Hold the tray out. Rồi. Okay. Say please. One, two, three. Ok, done. That's it. Rồi cho mẹ ăn cái coi. Cho mẹ ăn cái đi. Mẹ nói giỡn thôi chứ mẹ không bao đời nào mà mẹ thích ăn mấy cái bánh đó hết á. Trời ơi để vậy nè, cái nó mở. Để vậy là mở cửa ra xin mấy hồi trời. Animal cracker này ăn cho biết chừng nào mới hết. Say please. Say please. Oh, good job. Here, hold it like this. Hai tay, đúng rồi. One, two, three. Good job, JD. Cool. Cool, nó nói cool. Chu. Chi. Oops. Rớt bánh hết rồi.
Con bỏ vô lại đi, con bỏ vô lại khay đi. Lụm bánh mà cũng bày đặt kiểu nữa. Cái gì bà hai? Trời đất ơi. Ba nó cho chứ con đời nào con cho mấy này bà hai.